Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình có một miếng mảnh bom, à hai miếng mảnh bom ở đây. Đấy, còn là hai miếng này. Con nọ thì vừa lấy thêm một lô thì lọc ra được là miếng này là ok, làm được này. Đấy. Miếng này thì đã cắt từ trước rồi. Đấy là hai miếng là thép mảnh bom nhá các bạn nhá. Thì hôm nay thì sẽ làm hai con dao yếm cho một anh khách, anh ấy tên là anh Nghi ở Kiên Giang. Đấy, thì anh ấy có đặt với mình là hai con dao yếm miền Tây. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy cái mảnh bom này để đánh cho hai con dao yếm. Mời các bạn hãy theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Đấy, thép mảnh bom sẽ là một trong những loại thép làm dao rất là tốt từ các cụ ngày xưa rồi. Đấy, các bạn xem đây là miếng mảnh bom này, xé ra này. Vỡ, quả bom vỡ và nó xé ra khiếp chưa. Đấy, rất nhiều bác comment là nào thì mảnh bom là gang rồi gì, là cái gì vân vân đấy, là không đánh được cái này cái kia đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những con dao mình làm thì đều là thép sắt. Không phải miếng mảnh bom nào cũng làm được dao, điều đấy là điều khẳng định rồi. Đấy, không phải miếng nào cũng làm được nhá, có quả có làm được quả không và phải lựa. Đấy. Bây giờ thì mời các bạn hãy theo dõi clip để mình xem mình đánh dao như thế nào. Bây giờ thì đã bắt đầu là chia thép xem là như thế nào, trọng lượng làm sao để quánh chưa cần đâu cơ. Rồi còn mấy đó đâu. Đây. Một tí nữa thì sang bên này đây, chứ không cân đấy nào. Đấy, đưa vào trong máy cắt để cắt. Cân lên nó chọn nửa nào làm thôi, nửa to đi đúng không? Bây giờ thì đập thành phôi hình chữ nhật như thế này rồi, và bây giờ chia đôi ra để đánh hai con. Cái chuôi thì làm dài vừa thôi, như trước em bảo thôi, không cần làm dài ngoằng lắm, đến lúc đóng không đóng được.
quá còn gì nữa. Em đi lên có số 0 rồi này. Hả? Đi lên có số 0 rồi này. Cái mũi này đi nó phải thế mà, hơi vòng đi mày. Cái đầu ấy ép xuống. Không 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 vảnh lên này đâu. Cái đầu ấy. Con này cũng thế này. Đầu nó vảnh lên.
Đây, nhờ bây giờ mình làm xong hai con dao yếm này rồi. Đây có một con dao lọc nữa, đúng không, khách đặt. Đấy, dao yếm này. Bây giờ thì sẽ cho chú tôi cho mình. Bao này mảnh bom hết rồi. Tôi rất là cao rồi. Keo nó cũng chắc lắm rồi. Đây, mấy con này là vừa mới chú vừa mới trôi xong cho mình đây. Các bạn xem này, con những cái con mỏng ấy khi trôi nước nó rất cực kỳ vênh này. Đấy, nhìn xem này. Đấy, mình sẽ phải nắn lại. Trôi nước của nó vênh như này. Đấy. Thấy không? Thế nên nếu mà những cái con dao mà nhiều bác muốn đánh khoảng 1 ly này thôi, khoảng nửa ly thôi thì rất là khó, bởi vì dao rèn mà trôi bằng nước đánh cực mỏng thì nó sẽ vặn ghê gớm luôn, vặn rất ghê. Thế là chú phải nắn lại, không phải nắn lại được nếu mà đánh quá mỏng ấy. Những con đấy gọi là khoai. Tập vào lưỡi như thế thì nếu khi mà nó mỏng ấy, tập vào lưỡi nó cũng rất là nguy hiểm, có thể gây hỏng con dao, vỡ lưỡi nếu mà đánh quá mỏng. Một cái nhược điểm của dao rèn, dao rèn nước thì thường thường những cái chỗ khác người ta đánh, nhiều chỗ người ta đánh không đánh mỏng được,
mình không dám đánh mỏng. Đánh mỏng lúc tôi cũng tôi được, mà nếu mà muốn tôi phải tôi bằng dầu. Tôi bằng dầu nó dễ rất ít cong vênh. Đấy, bây giờ là mình đã tra cán, sau đó là mài hai con dao yếm, hai con dao yếu miền Tây cho anh khách ở Rạch Giá Kiên Giang này. Làm từ thép mảnh bom đấy các bạn nhé. Đấy, hai con dao yếm đây. Bề mặt dao thì vẫn còn có những cái vết búa này, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Nhưng mà vết này thì không phải lõm quá sâu đâu, nó bình thường thôi. Rèn thì nó không thể tránh khỏi cái vết này. Vết đập búa sau khi đập máy xong rồi đã chỉnh lại bằng tay. Đây, sống dao đây. Đấy. Rất là ok này. Hai con dao yếm miền Tây thép mảnh bom. Đây, chào chú Vũ nghiến cho các bạn xem nhé. Nên mà nó ok chưa? Giữ cạnh như thế nào? Chặt thì có quăn hay mẻ gì không? Da đã test trước rồi. Đấy, xong đó mình mới tra cán vào dao. Chặt rất là nhiều rồi. Đấy, thấy không? Chặt, chặt nghiến rất là sướng này. Đó. Đó. Chỗ chặt đây. Đấy, lúc đầu nó như thế này đúng không ạ? Chặt vào. Dao đây. Đấy, gỗ nghiến là một loại gỗ test dao rất là tốt nhé. Con mẻ thì biết ngay. Đấy. Không có vết gì đúng không ạ? Mình lau hết vết gỗ cho bạn xem. Đó. Ok chưa? Đấy. Thép mảnh bom. Một loại thép làm dao thì rất là sắc bén. Từ ngày xưa rồi đúng không ạ? Các cụ hay đi lấy những cái miếng mảnh bom hay là mảnh đạn pháo về làm rất là ok. Và mình vẫn có các loại dao khác, ví dụ như là thép vòng bi này. Đấy. Dao thái vòng bi nhá. Thép vòng bi. Con này là có một anh khách anh ấy đặt này. Dao mảnh bom rộng nhất là 6. Đấy. Đánh mỏng để lọc rất là sắc. Đấy. Con này thì thép lò xo. Ngon bổ rẻ, các bạn thì cứ dùng dao thép lò xo với thép vòng bi. Lò xo là 230.000 con dao thái. Chặt gà này, lò xo tàu hỏa nhá. Lò xo tàu hỏa nhá. 250.000 thép lò xo tàu hỏa. Chặt gà cứ vô tư đi. Đấy, con này là thép chặt gà vòng bi này. Đấy, vòng bi sẽ đắt hơn một chút. Vì nó làm nó lâu, khó hơn. Và nó cứng rồi là những cái công đoạn làm thì nó sẽ khó hơn cái thép lò xo nó dẻo hơn. Con này là dao mèo thép vòng bi nhá, sắc rất là lâu. Vòng bi thì về độ sắc bén giữ cạnh thì nó tốt hơn lò xo, nhưng không phải như thế mà lò xo nó không sắc nhá. Lò xo cũng rất là sắc bén nhá, nó lại như thế. Qua là mức độ của nó chênh nhau một vài điểm thôi, ví dụ lò xo là 8 điểm thì vòng bi 10 điểm như thế. Ngoài ra là có cả thép đạn pháo. Đấy, thép Supap, tự nhiên là hàng Supap, hàng đạn pháo thì hiện nay là mình đang không có sẵn. Thì mấy con này thì cũng là khách đã đặt hết rồi. Thì sẽ làm thì gửi cho các anh ấy thôi. Đấy, đấy, hai con này, khách miền Tây, anh ở Rạch Giá Kiên Giang. Anh ấy đặt hai con. Đấy. Ngoài ra thì em vẫn có su bạc cổ nhá, su bạc 20 sen chuẩn cổ. Để dùng cho các bạn mang về đánh gió. Cho con, đấy, mỗi nhà nên có một đồng 20 sen và cao ngựa chuẩn, ngựa nâu nhé. Đồng 20 sen thì em bán kèm dao là 190, bán riêng xu là 220 nhé, tính cả tiền ship. Còn bạn nào muốn mua thì eBay trực tiếp cho mình qua số điện thoại, đó là 0979 110188. Thì đến đây thì em xin phép được kết thúc video tại đây.
Chúc là các bạn sẽ tìm được cái con dao ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.